Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Triệu Phong trên Youtube Kênh Triệu Phong Vlog Mời tất cả các bạn cùng theo dõi chương 1003 của bộ truyện Vũ Luyện Điên Phong Chương 1003 Không biết điều <laughs> Trên đại lục lơ lửng Lão già tiếu sái rời đi Để lại đám người đứng nguyên tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải nhất là người của kiếm minh ai cũng giống như đánh mất đầu vẻ mặt vô cùng bí phẫn khuôn mặt xinh đẹp của nguyệt hy méo mó ánh mắt dừng ở hướng lão già rời đi giận mà không dám nói gì <laughs> lã quy trần liếc làng cười ha hả chuyện này tốt rồi đôi bên giành đi giành lại cuối cùng lại để kẻ khác giật mất công toi rồi ngươi còn dám nói Người thi quay ngoắt lại cắm tức nhìn lã quy trần nghiến chặt răng nếu không phải do lũ tử tinh các ngươi đuổi theo hai đồ nhi của ta thì chúng ta đã sớm mang tinh môn lệnh trở về kiếm minh đâu có chuyện lạc vào vực sâu hỗn loạn bọn ta cũng sẽ không lạc vào nạn tại đây nhìn sắc mặt của người khác mà hành sự những chuyện này đều do các ngươi gây ra lã quy trần sắc mặt chợt lạnh lùng nói vậy sai rồi chỗ mà hai đồ nhi của ngươi tìm được tinh môn lệnh chính là một đại lục thuộc tử tinh ta suy xét nghiêm túc thì đây chính là vật của tử tinh môn ta ta còn chưa tìm chúng để tính sổ tội ăn cắp thì ngươi lại đổ lỗi ngược lại cho ta sao Lá Quy Trần, ngươi hãy nh nhớ kỹ cho, cho ta, nếu một ngày nào đó ta có thể thoát khỏi nơi này, nhất định sẽ cho ngươi vạn kiếp bất phục. Nguyệt Hy oán trận quát, đầu lỗi bị mất tinh môn lệnh lên đầu Tử Tinh. đợi ngươi thoát được rồi hãy nói. Lá Quy Trần cười cười một tiếng cũng không thèm để ý đến lời uy hiếp của nàng, mà ngược lại. Ngoác ngựa đám người tự tinh nói lại cả đây kiểm kê đồ trong đó xem có bao nhiêu là của chúng ta đừng để người ta lấy trộm đi nữa mười mấy võ giả tự tinh lập tức ồ về phía đống vật tư đang chất đống như núi kia nguyệt thi khẽ run rẩy lệnh cho đám người kiếm minh cũng bắt đầu kiểm kê hơn trăm người cùng đổ lại một chỗ bắt đầu tự tìm kiếm những thứ thuộc về mình Tinh môn lệnh là tinh môn lệnh Trời ơi lại là tinh môn lệnh Thần đồ không ngừng la hét Thần sắc có vẻ điên cuồng Hình như có chút kích động không thể tự kiềm chế Từ lúc lão già đó lấy tinh môn lệnh đi Thần đồ đã bắt đầu hứng phấn Cho tới bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại Dương Khai im lặng ngồi ở bên cạnh Nhi, Chờ y không còn lại nhảy nữa mới bắt đầu hỏi Đó là thứ gì có vẻ như ai cũng mong muốn có được nó Dĩ nhiên là muốn rồi Tần đồ trầm giọng nói Đấy chính là tinh môn lệnh Tinh môn lệnh xuất tinh vực thần phục Đây chính là một đại sát khí Nếu ta có được đó vật đó thì Y thì thảo một mình Hay trong mắt tinh quang lóe lên giống như con sói đói kiếm ăn trong tuyết mặc sức tưởng tượng ra những biến cảnh tốt đẹp sau khi mình có được tinh môn lệnh ta hiểu rồi chẳng trách bọn tử tinh bất chấp tất cả xông vào vực sâu hỗn loạn cũng phải đuổi theo kiếm minh hóa ra là vì tinh môn lệnh ha ha cũng phải thôi tinh môn lệnh quả thực đủ sức hấp dẫn để chúng mạo hiểm thần đồ đắm chiêu Đáng tiếc đáng tiếc Không ngờ cuối cùng lại bị lão quái kia đoạt mất Hay thứ này rơi vào tay lão ta Chỉ e không thể lấy lại được nữa rồi Y, y nắm cổ tay thật dài như thế Tính môn lệnh đó thuộc về y vậy Dương Khai đang muốn tìm hiểu một chút về tính môn lệnh Thì phát hiện Mỹ Phụ Nguyệt Hy Nó đang đi về hướng bên này Không khỏi những mày âm thầm cảnh giác Dương Khai không quá yên tâm đối với mỹ phụ này. Hình như những gì gặp phải vừa rồi làm nàng phẫn nộ. sắc mặt người hiên Nguyệt Hi lúc này cũng rất khó coi. nàng đi thẳng tới trước mặt Dương Khai, bắp máy môi muốn nói lại thôi. Có chuyện sao? Dương Khai nhíu mày. Có thể trả những không gian của ngươi lại cho ta không? Ngươi cũng nhìn thấy chuyện vừa rồi. lão tiền bối đó đã lấy đi tất cả những không gian của bọn ta. Hiện tại bọn ta không có bí bảo nào để cất giữ đồ vật cả. Rất bất tiện. Nguyệt Hy có chút núng túng. Tay độ hôm qua của nàng đối với Dương Khai không được tốt cho mấy. Hơn nữa, bây giờ lại muốn đòi lại đồ vật đã cho đi. Về mặt có chút không được tự nhiên. Nếu không vì bắt đắc dĩ, nàng cũng không đòi lại làm gì. Sau khi nói xong, nàng lặng nặng chăm chú nhìn Trương Khai đợi hắn trả lời. Ta nhớ không làm thì chiếc nhẫn đó hôm qua ngươi cho ta đã tính là đầu của ta rồi. Trương Khai thần sắc quá dị. Đúng vậy, Nguyệt Hy gật đầu. Nhưng hiện tại bọn ta cần một chiếc nhẫn này, cho nên ta muốn lấy lại nó. Yên tâm, chỉ cần rời khỏi nơi này ta sẽ trả ngươi nhiều hơn nữa, nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Thế nào? Ta không thể từ chối phải không? Dương Khai cười nhẹ. Ngươi có thể từ chối, Nguyệt Hy lạnh lùng. Hơn nữa, chỉ tính là ở tại đây, ngươi từ chối cũng không làm gì được ngươi. Như vậy có nghĩa là sau khi rời đi, ngươi sẽ làm gì ta? Dương Khai thưởng thức hàm ý lời nói của Nguyệt Hy. Nguyệt Hy không thừa nhận cũng không phủ nhận mà chỉ nói Hiện tại ta có thể giúp ngươi giải trừ cấm chế Cho ngươi khôi phục sức mạnh tự thân Như vậy ngươi hành động cũng thuận lợi hơn chút ít Không cần Dương Khai lắc đầu Trái qua chuyện ngày hôm qua Hắn sẽ không thể để Nguyệt Hy thi triển sức mạnh với mình nữa Đoạn thần niệm khe động Chút hết một nghìn phiến tinh thạch Trong viên chiếc nhẫn đó Tháo chiếc nhẫn trên tay ném về phía Nguyệt Hy Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết Lúc trước ta đưa những thứ đó cho hòa thảo và hòa miêu Thực sự không phải vì Vì thủ lao của các ngươi Có điều Một nghìn viên tinh thạch này Ta sẽ giữ lại Hai chúng ta không ai nợ anh Nguyệt Hy nhận lấy nhẫn Về mặt trở nên quái dị Nàng có chút băn khoăn Cái hé đôi môi đỏ mọng nói Không có ta giúp ngươi Không ai Ở đây có thể giải trừ được cấm chế của Lã Quý Trần. Không không phiền ngươi phải lo. Vẻ mặt của vẻ mặt của Nguyệt thi khẽ thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Không biết tốt xấu, nàng không ngờ ý tốt của mình lại bị Dương Khai cư tuyệt trong suy nghĩ của nàng. Tên thiếu niên này hẳn là phải mang ơn nàng mới đúng. Dù sao ở đây cũng là một đại lục vô danh, chẳng ai muốn sức mạnh của mình lại không vận dụng được. Điều này khiến nàng thiện có hóa giận cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh nếu là trước kia với thân phận và địa vị của nàng làm gì lại có thể trực tiếp nói chuyện với một nhân vật nhỏ xíu như dương khai <laughs> nhưng giờ gặp nạn tai nạn ở đây nàng không thể không hạ thấp địa vị của mình không muốn phí lời với dương khai nữa nàng cầm lấy chứng nhẫn rời đi <laughs> huynh đệ ngươi có thủ án với nữ nhân đó đợi sau khi người thi đi khỏi thần đồ lên đút hỏi thăm một câu sao ngươi lại dây vào nàng ta ta không gây gì với cô ta cả chỉ có cô ta của quá đa nghi dương khai lắc đầu cũng không thèm để ý có điều cô ta nói không sai ở đây nếu không có sự giúp đỡ của cô ta ngươi không thể cởi bỏ cấm chế của lã quy trần cho dù ta có khôi phục cũng không giúp được gì cho ngươi đâu Thần đồ bất đắc dĩ nói Ta tự có cách Tôi bỏ đi không nói chuyện này nữa Đau đầu chết đi được Một nghìn viên tinh thạch này xử lý như thế nào Cứ để ở đây Vậy không tốt lắm đâu Ta có thứ này Dương Khai nói xong trên tay bỗng xuất hiện Một vài cái túi nhỏ tinh xảo Hắn tiện tay ném cho thần đồ hai cái Sau đó tự mình cầm lấy một cái cất thanh tinh vào bên trong đó. Từng viên thanh tinh trong suốt lớn chừng bằng nắm tay được vò vào trong túi như bị nuốt chửng mất dạng. Thần đồ nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm không kìm nổi hoái. Đây là thứ gì? Sao nó cũng có thể có chức năng cất giữ? <laughs> túi càn khôn là thứ ở lệ lục bọn ta dùng để cất giữ bí bảo. Dương Khai giải thích Những túi càn khôn này đều là Chiến lợi phẩm trước kia Hắn đoạt được hoặc trải qua nguy hiểm đạt được Hắn để cho ma thần bí điển Chưa dùng tới Lần này hóa ra lại có chỗ trọng dụng <laughs> Chú ý của lão già thần bí Tập trung vào không linh tinh Dương Khai cũng không muốn Bại lộ ma thần bí điển của mình Nếu không cẩn thận ma thần bí điển có thể sẽ bị lão cướp đi trước mắt cũng chỉ có thể dùng túi càn khôn để che giấu tai mắt thôi thần đồ suýt xoa vừa học động tác của dương khai nhét thánh tinh vào túi càn khôn vừa cười nói không tồi đại lục thấp kém của các ngươi không ngờ cũng có thể khai phá được loại bí bảo này xem ra cũng không phải không có điểm mạnh chỉ là không gian hơi nhỏ mà thôi y có vẻ cảm thấy rất hứng thú với cái túi càn khôn sau khi nhét hai túi cản khôn đầy áp vào trong ngực áo, ngây ngang nói, những tinh thạch này thuộc về ta nhé, sau này sẽ trả lại cho ngươi. Ừ, Dương Khai vẻ thoải mái mà gật đầu. Đám võ giả, tử tinh và kiếm minh còn đang kiểm kê núi vật tư kia. Thần đồ lấy thánh tinh từ trong túi cản khôn ra bắt đầu khôi phục. Dương Khai khoanh chân ngồi cạnh y thử điều động sức mạnh trong cơ thể của mình nhưng kinh mạch toàn thân đã bị trói buộc tắc nghẽn không thông sức mạnh không thể lưu chuyển làm hắn cảm thấy rất bất lực bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chìm đắm tâm thần đưa linh thể thần hồn trốn vào trong thức hải hắn chuẩn bị hấp thu hết chỗ năng lượng tinh thể thần hồn này rồi tính tiếp mấy chục đám năng lượng tinh thể này thần hồn lớn nhỏ lớn nửng trong thức hải những thứ này đều là thân hồn của võ giả chết quanh dương khai trong cụ trong vụ tai nạn vừa rồi cơ có cỡ cơ bản đều là nhập thánh cảnh còn có một năng lượng thần hồn của cường giả thánh nhân cảnh dương khai xem chừng một hồi gom chúng lại một cách đầy đủ mong đợi sau đó bắt đầu điều động đến diệt thế ma nhãn kim quang cho mắt chiếu rọi đó là kim quang diệt hồn có thể làm bất cứ ai hồn bay phích nạc mà thần thần thông ma thần tu luyện ra được một hồi tiếng vang xẹt xẹt truyền tới ra những đám năng lượng đó như bị ném vào trong nước sôi từng vệt tối đen như sương mù sương đặc nổi lên bị tinh lọc sạch sẽ những thứ này đều là ký ức trải nghiệm cả của một cuộc đời của lúc sinh lúc của những người đã chết Dương Khai không thể hấp thu những thứ này Cũng không dám hấp thu bằng không có thể Khiến suy nghĩ của hạn bản thân hắn trở nên hỗn loạn Ngay cả mình là ai cũng không biết Trong nháy mắt mấy chục đám thần hồn đã được tinh lọc sạch sẽ Lưu lại những cảm mộ võ học của những người này Trong đó có một đám năng lượng có vẻ có khác thường Dưới tác dụng của kim quan diệt, Kỳ thế, diệt thế ma thần nhãn nó còn trụ được một thời gian ngắn rồi mới bị tinh lọc Đó là năng lượng thần hồn của cao thủ Thánh Vương Cánh Dương Khai không khỏi biến sắc Cẩn thận quan sát Năng lượng này hình như nồng đậm hơn những đám khác rất nhiều Điều này làm hắn không khỏi vui sướng